Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau tiếp tục với cả Stick with Legacy. Thì trước khi vào video của mình là last cái nhà, ok, bạn ơi, xem là mình check clip đó. Ui trời, ok con ơi. Nào, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với cả clip mới. Sus, ok, xem clip mới có cái gì bạn nhá. Cơ bản thì ngày hôm nay chúng ta sẽ vào cổ điển chơi xem có cái gì chơi vui tí anh em ạ. Đây thì mình đang biết content, mình cũng chả biết mình nên làm cái gì cả. Đấy, mình sẽ tìm cái gì đó chơi vui vui tí đấy. Ok chưa. Rồi. Chơi bán boss bạn nhá. Các bạn bán boss thì nó không có không mình quên mất người ta gọi là cái gì rồi. Không có nhà bán quyền, đúng rồi con ơi. Ok chưa. Nào, chúng xem nào. Lần này nó sẽ chơi gì ta? Trước thì chơi full cái này rồi đó, mình chưa chơi cái này. Thì mình chơi. Ok chưa con ơi. Rồi, thì hôm sau hôm nay. Cái thằng em gì đấy? Hoa mắc giá vàng ra solo kill. Hãy xem ra đây. Hãy nhân dương chỉ. Nhân dương chỉ. Mất quyền kiểm soát. Nhân dương chỉ. Mày what the hell. Tất nhiên sức khỏe, sức mạnh của giá vàng là ăn đứt đây anh em. Với một con free so với một con mất kim cương mất tiền thì làm sao mà ăn được. Đây quán ơi, là mình vào được rồi đây. Bị văng phát chơi mất thời gian tí quán nhá. Xem nào. Ui mày quá. Hên quá quán ơi. Đó mà chúng ta chưa sử dụng tượng Free Fire quán nhỉ. Free Fire xấu dai huyền thoại. Ok, không nghe quýt được. Thôi để sau đi anh em ơi. Rồi, lần này chúng ta sẽ chơi ngày xưa mình hay chơi cho VS đúng không, nhưng mà thôi giờ này mình thấy không còn hay ngày xưa nữa, kiểu cái gì mình cũng làm hết đấy, multipo này thì cũng bình thường, có gì đâu. Ok chưa, không sao lần này mình thằng này lên à, nó thật chứ. Lần này thì mình mày tới số chạy ngay mày chạy nhanh lên nào, chạy nhanh lên. Ôi kịp không. Thằng trai rất là cố gắng, mưa tên mưa cho tạch luôn anh em ạ. Thằng trai không về nhà. Ôi trời ơi, không kịp rồi, chúng ta thất bại rồi con ơi. Mission fail rồi con ơi. Như vậy là bị mission fail rồi. Như các bạn thấy, mission fail. Ok chưa. Để xem liệu full item thì có đánh được con rắn boss này không còn nhá. Ok chưa. Mình nghĩ full item có khả năng ăn được con rắn boss này các bạn ạ. Ở đâu ai mà biết được đúng không? Con rắn boss lật kẹo sao? Con rắn boss cực khó, nó mạnh lắm em nhá. Đấy mà nó mới được con rắn boss cực khó, nó mạnh lắm. Nó khỏe cực kỳ luôn. Ok chưa. Mày muốn chơi? Mày muốn chơi? Sợi. Ok, con kia nữa rồi con ơi. Về. Đây. Được chưa. Nào, chuẩn bị con ơi. Ô, bọn zombie lên đánh à. Mà thôi, mình chưa để bọn zombie hy sinh trước con ơi. Stupid thì phải cho lên thí trước bạn nhá. Ok nhờ. Stupid thì phải cho lên thí trước rồi, chịu ơi anh em. Stupid thì phải cho lên thí trước chứ làm sao giờ, biết làm sao giờ. Tèo. Ok. Mày. Nhờn. Lão mày. Được rồi, con ơi, nó đập. Đấy nhá, con giặt bót nó ngồi trong cái bút bẩn con ạ. Nói chung thời gian tốt khá nhiều, mình sẽ tăng ý năm lên. Đấy nghe, đây rồi, nó hạ được 2 con rồi. Đái lui con ơi, đái lui rồi, con mình công lên. Con mình đâu, đây rồi, con mình đây rồi con ơi. Ok chưa. All item chắc chắn là phải rồi con ơi. Ôi ôi. All item chắc chắn là phải thắng rồi, sao lửa. Chứ còn sao lửa. Được rồi anh em ơi. Tèo. Nhờn. Mày lá mày. Đòi chơi mày. Ui trời ơi, cho bọn zombie kia lên làm tất.
bọn Gim Jon các kiểu cứ đứng ở nhà nhìn bọn zombie nó đánh em ạ. Thật là thông minh, đúng là không có não thì phải lên thí trước bạn ạ. Ok chưa chưa? Ok chưa, ok chưa? Được rồi, được rồi. Tèo. Mày căng. Tèo. Ui, thề nó thật chứ. Sao có một con này trâu vậy? Má, một zombie đánh yếu quá. Không có não nên đánh yếu quá con ơi. Ok chứ, tèo. Ok chưa. Được rồi con ơi. Từng Tèo. Continue, tiếp tục này con ơi. Nào, chơi gần khác. Lần này trội hồi binh đoàn kiếm của mình quan nhân nữa, không biết thì trời ơi, 4 con kiếm mạnh nhất sẽ có thắng được không? New Senphon là con mạnh nhất này. Tiếp theo sẽ đến với cả Senphon. Tội nghiệp cho Senphon đã bị rõ ràng là anh em cùng cha khác ông nội, nhưng mà thằng anh thì vẫn là khỏe hơn thằng em. Thằng anh cũng chưa bút được cả skin nhưng mà thằng anh thậm chí còn được bút cả skin cơ mà anh em. Thì chào mà anh, ok chưa? Anh nghĩ là có con bờ lúc mà thôi, ngại quá anh em ạ. Mình ngại quá con ơi. Được rồi. Từng lên. Đùm. Đâu rồi. Nào. Mày đấy giờ con xe phần đánh đúng đâu này anh em. Đây là mình còn để skin đấy còn nhớ. Chứ còn nếu mà mình để skin ma cà rồng thì con ra mất. Sợ không có cửa anh em ạ. À đâu, solo thì con rắn mất ăn thừa anh em ơi. Nhưng mà thấy lượng đam rất lớn còn nhớ. Đấy em chưa. Đấy, sát thương rất lớn con ơi. Sát thương rất lớn luôn. Được rồi. Uầy. Bất chấp việc đấy, bọn kia nó khỏe quá, con ơi, ôi trời ơi. Tứ kiếm chúng ta đã thất bại rồi, con ơi, ôi trời ơi. Tèo. Không có rồi, tứ kiếm đã thất bại, nó sẽ triệu hồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, gọi 10 con New Chef Ford đánh luôn cho nó nhanh em ạ. Từng. Được rồi, con ơi. Tèo. Được rồi. Mày, trời ơi. Chả lẽ lần này lại thua anh em. Từng ui bùm à, đập cho phát thấm thế đau hết. Rồi được rồi con này mày tới số rồi, mày dám sờ vào quá. Thế con là tứ kiếm mạnh nhất méo thắt anh em ạ. Được rồi tứ kiếm mạnh nhất cũng méo được lắm rồi. Mày nhờn trời ơi, phải là cho thập kiếm mạnh nhất. Đây. Ok chưa. Phải cho thập kiếm mạnh nhất thì mới được em nhá. Từng. Sải ơi, ăn đứt ngay, sao mà đỡ được. Ui sải ơi, sao mà đỡ được em. Tèo. And su. Ok, headshot con ơi. Tèo từng. Đâu rồi đây. Tèo. Ok chưa. Nào, tiếp theo. Chúng ta sẽ lấy cái gì đây? Cho con cho làm ít cho ra đi, nó mà chưa ra đi. Một con thực sự yếu nhất để mình đánh rắn bot. Được chưa? Zombie. Chắc chắn nó chỉ là zombie zitzer các bạn nhá.
mình sẽ cho 100 con này. Nó chỉ chứ 100 con sợ nó không ăn được. Mình nói ra 100 con sợ mình không ăn được ấy. Đây đây bọn. Ô chết, không phải bọn này. Bọn zombie Risser không phải, nhầm rồi bọn ơi. Mà là bọn zombie Risser Crowder. Đây đây bọn đấy này. Nó bò quan ạ, nó bò tức là nó chỉ có một mạng thôi các bạn nhá. Ok chưa. Được rồi bọn ơi. Mày nhân solo à hả? 100 như này cơ mà, 100 như này cơ mà. Mỗi tuần là bọn zombie nó hơi sợ tú bịt nên là thua mà đừng nói là thua nhá. Thua thật anh em ạ. Mà thua thật rồi, chết. Chờ 100 con nào, mày chạy ngay. Dén ngay anh em, ui sợ ơi, dén ngay, sao mà đỡ được. Từng. Nhận. Ui đây rồi. Anh em ơi à. Như vậy là chúng ta cần khoảng 200 con Risser để có thể phá được tượng con gian boss con nhất đấy. Khoảng 200 con Risser để phá được tượng con gian boss con này. Ok chưa. Và liệu 100 con Risser để có thể ao nhây được con gian boss không đây? Sợ mẹ lắm rồi anh em ạ. Ăn được không? Như các bạn thấy, đó chính là 100 con Risser thì không thể tiêu diệt được con gian boss. Ok chưa? Vậy các bạn đã rút ra được bài học gì từ cái này không? Bài học rút ra trong lần này đó chính là khi anh em bắn gian boss thì đừng có dùng zombie. Khi anh gian boss thì tốt nhất đừng có dùng zombie cho nó tốn anh em ạ. Ok chưa? Đây, mình cho các bạn xem cái này cái trò ngày xưa mà mình hay làm để mà loại hết cái nào vàng này, mình chụp thương lên cho nó đẹp mấy quạt. Đây, cho chúng nó đánh đẹp ra. Đấy, rồi mình lúc này mình bắn, đấy, ok rồi. Cần thiết thì mình cho quả mưa tên sấm sét cho tạch hết anh em ạ. Ok rồi. Đây, quân ơi. Đây, khoan. Mình có một trò rất hay quân nhá. Đây, x3 rồi này. Mình sẽ trò 100 con zombie Crowder cho team bạn đi. Đấy, ok rồi. 100 con nha, đấy. Rồi sau đó bây giờ mình sử dụng súng xét này. Rồi dừng thời gian này. Đấy, bây giờ mình sẽ tăng tốc độ in ngoài lên. Dừng. Đấy, bây giờ xét trong lúc dừng thời gian nó vẫn tiếp tục đánh bạn nhá. Đấy, giờ mình sẽ tiếp tục. Úi trời ơi. Quay. Ok, mình chỉ tăng tốc độ x2 thôi nhá. Đấy, mình cho xét đánh lại này. Rồi dừng thời gian. Đấy nhá. Khi các bạn tốc độ thì xét cho dù nó có dừng lại nó vẫn tiếp tục đánh con nhá. Đấy đánh bên này này. Đấy. Lần này là hơi căng thẳng này. Rồi dừng lại. Ui. Các bạn thấy chưa, một bầu trời xét luôn. Mình tăng tốc độ x2 thôi. Đấy, ok rồi. Căng. Ok. Nhưng mà xin lỗi nha, vẫn không có tuổi anh em ơi. Sức mạnh Free Fire. Mưa xét. Ok. Rồi đấy. Đấy, bây giờ đây chưa cái tutorial how to cho team bạn bay hết bảng nhá. Đấy. Ok chờ rồi. Sai. Ô, mình lỡ trời thay ma này con ơi. Oh shit. Mình lỡ trời thay ma này em ơi. Bọn kia quan được không? Oh no, Khao Lính Chin. Đây là hai con thay ma zombie solo khả năng là thua con ơi. Ô, thế mà nó vẫn tặng lại thua. Đấy, chưa? Như các bạn đã thấy, đó chính là nếu chúng ta muốn cho cái địch hết bảng thì chúng ta phải tua nhanh tốc độ x 10 lần và chờ khoảng 1-2 phút, tức là theo giờ thực tế là chúng ta mất 10-20 phút để có thể cho cái địch hết được tiền của nhá. Đấy, thế nên bọn cung các bạn cứ mưa tên với cả ấy là xong bọn ơi. Bây giờ sao chúng nó vẫn còn nhiều tiền thế, anh em. Ui trời ơi, chúng ta phải làm một cách, đó chính là trời 100 cho nó 100 con đà vàng. Đâu rồi, miner mà. Miner. Chết rồi. Mới có miner anh em ơi. À đây miner đây. Ok, chờ cho nó 100 con miner. Đấy, cho nó để nó làm tẹt ga anh em nhá. Đấy, ok chưa? Mình sử dụng cái này rồi. Ui lắc. Lắc rồi anh em ơi. Lắc quá. Không sao, mình xử hết mà nhá. Đây, mình dùng mưa tên cho tạch hết. Đấy. Mưa tên cho tạch hết. Đấy, dọn miệng rộng luôn. Ui sợ. Làm gì có cửa ngay, bắn lavia.
căng chết hết đây các bạn ạ. Đúng rồi. Được. Con kia lại dặn tao vàng về, các bạn dặn hết tao mình về không được, thế là không được. Thế là không được, thế là xấu rồi cơ. Cho tạch hết, cho tạch hết. Con đà vàng nào đến đây cho tạch hết. Bây giờ, đấy mình spam mà. Chờ spider cho các bạn xem nhá, đây. Gần như là không con nào để tiếp cận luôn. Ôi mình bắn nó, chết rồi, chết rồi. Trời à, một con đi. À, hai con cũng như hai con này. Đây chúng ta sẽ cùng xem là cái địch sẽ đào như nào nhá. Căng 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 căng. Đấy, bây giờ xem cái địch đào em ơi. Đấy bắn phát. Rồi, cuốn ơi, rồi cuốn ơi. Ui sắp hết vàng rồi. Sắp hết vàng rồi, sự thay đổi rõ rệt gọi có thể sự mắt thường nhìn bắn nhá. Đấy, ui chết mình nữa tại mình bắn xét cho tạch hết rồi. Không sao. Đây rồi, còn một chút nữa. Còn một chút nữa sao nhiều vàng thế? Còn một chút nữa sao mà nó nhiều vàng thế? Ui trời ơi. Oh no, à đây rồi, hết vàng rồi. Giờ chúng ta sẽ sử dụng mắt laser. Đấy. Họ tạch hết. Họ bắt sử dụng Archer Spider như mình. Đấy. Oh, chết. Cho em mình sẽ sử dụng giá vàng đi. Đây, để cách trồi thật là nhiều và thật là nhanh luôn nhá. Rồi. Lên, mày cho con về con ơi. Sấm sét, mưa tên sấm sét. Would the hell. Easy. Có thấy chưa? Ok chưa. Easy. Ok chưa. Hai lại con ơi. Ui. Hai lại biết phòng tuyến cuối cùng. On cực khó. Nửa anh, nửa tây, nửa ta. Ok con ơi, nhưng thôi chắc clip chứ các bạn đã dừng like skin nha. Thôi tạm biệt các bạn. Bye bye.